Có thể các bạn không biết cái điều này đâu, nhưng đây lại là một trong những cái điện thoại chơi game ổn nhất của Samsung. Mình dùng từ ổn nhất nhé, chứ không phải là ngon nhất. Nó hơi sai trái tí nhỉ. Tại vì nếu xét ở yếu tố thông số thì đương nhiên là Galaxy A73 thì làm gì có cửa so sánh với dòng S. Nó chỉ là Snapdragon 778G, 5G thì làm sao có cửa so sánh với Snapdragon 8 Gen 1, 8 cộng Gen 1 các thứ. Nhưng các bạn lại quên mất một điều, đấy là mấy con Galaxy dòng S thì nó bị bóp xung nhịp rất là nhiều, và nó bị nóng lên phải nói là cực kỳ nhanh luôn. Thế nên tụt FPS trong quá trình chơi game là một chuyện gặp phải như cơm bữa. Và nói thật với các bạn là cũng chả có mấy ai chơi game trên mấy con S hay con Samsung cả. Tại vì sụt FPS mà nó nóng máy lên rất là nhanh, chơi không có ngon. Trong khi đó cũng là Galaxy A73, các bạn có thể xem lại những video trước đây trên kênh mà team mình đã làm, thì có hai anh em trong team mình còn vừa chơi game vừa quay lại màn hình, vẫn bắn một cách mượt mà trơn tru ở mức 60fps. Và thậm chí cái giải Awesome Academy của Samsung đợt vừa rồi làm rất là rầm rộ. Đợt này còn có cả những cái chương trình liên quan đến cái sự kiện mà gọi là gì nhỉ, là quên mất tên rồi, dành cho các bạn sinh viên ấy, đến từng trường và chọn ra những bạn có khả năng đỉnh cao nhất để mà tham dự trong trận chung kết Awesome Academy. Đấy, tất cả đều chơi bằng con Galaxy A73 5G này. Và thật sự bắn PUBG Mobile trên con Galaxy A73 5G khiến mình rất bất ngờ, bởi vì cái độ ổn định, độ mượt mà nó mang lại. Và để nói một cách công bằng thì đây cũng lại là một trong những sản phẩm hiếm hoi trong cái tầm giá chỉ loanh quanh 10 triệu mà nó có thể dùng cái từ là hoàn hảo về mọi trải nghiệm mang lại cho người dùng. À mà thật sự 10 triệu đây là cái mức giá bình thường thôi. Chứ còn nếu như các bạn săn sale con này trong dịp Black Friday, không, Black Friday, ngày cháy đấy các bạn, tại CellNet, thì chúng ta sẽ còn có cái mức giá phải nói là cực kỳ tốt, dưới 10 triệu chính hãng tại thị trường Việt Nam. Máy chắc chắn là mới cứng cựa 100% rồi. Galaxy A73, một chiếc điện thoại đến từ thương hiệu Samsung thuộc dòng A, mà thậm chí A này còn là A xịn sò cao cấp nhất, mà giá nó tốt như thế thì các bạn nghĩ sao? Thậm chí nếu như so sánh con Galaxy A73 5G này với một vài những sản phẩm đến từ thương hiệu của Trung Quốc như là Oppo, như là Xiaomi, như là Vivo các kiểu, thì con Galaxy A73 này không ngại bất cứ một cái sản phẩm nào cả. Bởi vì nó có những cái thông số, có những cái tính năng, có những cái trải nghiệm có thể nó top 1 trong cái tầm này. Đó. Nhìn lại một chút xíu để cho các bạn có thể hiểu được là Galaxy A73 5G nó ok như thế nào nhé. Ok, đầu tiên chắc chắn nó phải đến từ cái chữ Samsung ở đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây này. Có thể nói là Oppo rất là phổ biến ở Việt Nam, có thể nói là Vivo đang ngày càng vươn lên một cách mạnh mẽ, hay có thể nói là Xiaomi nó hằn sâu vào tâm trí của người Việt Nam với những sản phẩm ngon bổ rẻ rồi. Nhưng khi nhắc đến Samsung á, thì ở cái phân khúc khách hàng, con này thì dành cho giới trẻ, nhưng mà kể cả những người lớn tuổi cũng cực kỳ quan tâm đến chiếc điện thoại này. Bởi vì cái chữ Samsung á, nó là từ level tầm trung trung, lứa tuổi á, trở lên, họ cực kỳ tin tưởng vào cái dòng chữ này. Điện thoại của Samsung là auto ngon, điện thoại của Samsung là auto ok. Đấy. Và rõ ràng là con này nó ok thật. Cộng thêm với giá trị về mặt thương hiệu thì Samsung dẫu sao nó vẫn là cái thương hiệu top 1 ở Việt Nam về cái mặt doanh số, lượng máy được bán ra, về hậu mãi, về rất nhiều thứ, trung tâm bảo hành này, hay thậm chí là những cái giá trị gia tăng về sau này, thì thật sự Samsung nói top 2 Việt Nam thì không biết ông nào nó top 1 cả. Nên riêng ở khoản này mình vẫn phải khẳng định là Samsung làm quá tốt về cái mặt dịch vụ hậu mãi về sau, cũng như là các bạn cũng có thể tự tin để mà trải nghiệm sản phẩm này ở bất cứ đâu các bạn muốn. Đương nhiên là 7S thì các bạn có thể mua online và 7S sẽ ship tận nhà dành cho các bạn. Nhưng các bạn đừng quên là 7S cũng có hệ thống hơn 100 cửa hàng trải dài khắp từ Bắc cho đến tận miền Nam. Nên là không vì gì chúng ta phải xoắn. Đến bất cứ cửa hàng nào của 7S, các bạn cũng đều có thể được trải nghiệm tận tay chiếc điện thoại này để hiểu nó như thế nào. Ok, nên riêng ở yếu tố đầu tiên, đấy là về mặt thương hiệu, thì Samsung có một cái điểm cộng rất lớn ở Việt Nam rồi nha. Yếu tố thứ hai, nó có những cái tính năng người ta gọi là đỉnh cao trong phân khúc này. Ví dụ, kháng nước IP67. Anh em đừng có coi thường cái vụ kháng nước này. Hồ Chí Minh này, Hà Nội này, nó thích là nó mưa thôi. Đấy,
Hồ Chí Minh này, mới sáng sớm nay mình đưa con gái mình đi học này, úi dồi ôi, vừa về nhà cái mưa sấp mặt luôn. Hay như hôm trước mình chạy xe về dưới quê này, mình vừa đậu được cái xe vào trong nhà một cái là mưa bên ngoài nó như chút nước luôn. Ở Hồ Chí Minh cũng thế, chiều hôm qua đi đón con gái mình, vừa mới chạy xe máy lên lại phải cất xe vào lấy ô tô ra đi đón con gái cũng bởi vì trời mưa. Các bạn cứ tưởng tượng cái điện thoại này mà nó không có kháng nước, nó dính cơn mưa bất chợt như thế thì các bạn bảo vệ kiểu gì? Chú mưa à? Có chú bằng răng, nhiều khi đào đâu ra chỗ mà chú, điện thoại mà dính nước thì nó toang. Có kháng nước như này, nó lại phải gọi là yên tâm. Ok chưa? Và trong cái tầm giá này, mình đố các bạn kiếm được con nào có tiêu chuẩn kháng nước IP67 như Galaxy A73 5G đấy. À thậm chí còn cả những con dòng giá rẻ hơn như A33 5G cũng có luôn. Đấy, cháy chưa? Dòng A năm nay của Samsung, không, từ năm ngoái của Samsung luôn luôn cực kỳ ấn tượng ở yếu tố này. Cái kháng nước như này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể tự tin hơn để mà dùng cho rất nhiều môi trường khác nhau, cho dù là ẩm thấp như kiểu là nhà tắm. Tại mình biết là có nhiều bạn trai gái gì đấy cũng đều thích sử dụng điện thoại trong nhà tắm mà. Còn làm gì thì chỉ có các bạn mới biết thôi. Đấy, ok nha, uy tín nha. Rồi thêm nữa, cái One UI này, cá nhân mình là một người dùng One UI từ rất là lâu rồi. Mình hiểu nó như thế nào, mình quen với nó là như thế nào. Và thật sự nếu như so sánh về cái mặt icon này, giao diện này, cách sử dụng này, những cái tính năng này, thì One UI nếu như so sánh với cả ColorOS nó không vượt bằng. Nhưng nó tinh tế hơn, nó hiện đại hơn, nó đẹp hơn. So sánh với FantasOS thì nó đẹp hơn từ A đến Á. So sánh với MIUI thì thôi chắc chả phải nói làm gì nữa. Và đây các bạn thấy không? Nó quá ok cho một chiếc điện thoại như thế này luôn. Uy tín. Rồi, cái tiếp theo là cái camera 108 chấm có trung dung quang học OIS, có camera gốc siêu rộng, còn hai cái còn lại thì tôi bỏ đi. Năm nay thì hơi tiếc nhẹ là A73 lại bị cắt đi cái camera tele các bạn ạ. Cay thật sự. Nhưng mà thôi, camera 108 chấm zoom thì cũng được. Cái quan trọng là cái cách tun màu ảnh của Samsung ấy, năm nay họ được thừa hưởng từ cái mắt thần bóng đêm của dòng S. Thật ra là gọi là thừa hưởng thôi, chứ làm sao mà ngon được giống như dòng S. Ngon giống như dòng S thì ai mua dòng S làm gì. Con này thì nó vẫn có khả năng chụp hình và quay video rất là tốt trong những môi trường thiếu sáng. Và chụp hình mang lại một cái chất lượng hình ảnh thật sự là không có điểm gì để mà chê. Cho dù chụp chân dung xóa phông cũng ok, hay thậm chí là cho dù là các bạn quay video hàng ngày cũng rất là ok. Nhưng mà mình cũng thấy hơi bị lạ là tại sao Samsung lại khóa nó lại. Nó chỉ cho quay 4K 30 frame thôi các bạn, nó không cho quay 4K 60 frame. Bởi vì mình nghĩ là chắc là không muốn động vào cái dòng S thì ok, cái điều đấy mình chấp nhận. Và cái hay là cho dù cam trước cam sau chúng ta đều có thể quay được 4K 30 frame. Và cái này thì mình nói thật sự là nó tốt hơn hẳn so sánh Oppo, Vivo. À không, Vivo thì hên xui. Nhưng mà tốt hơn Oppo với cả Xiaomi trong cái tầm này. Tại vì mấy con kia chỉ cho quay tối đa được có Full HD 60 frame thôi. Mà cái xu hướng bây giờ các bạn trẻ quay video TikTok, quay video YouTube, chia sẻ các thứ rất là nhiều. Thì cam trước được sử dụng nhiều lắm. Và cái này thì có độ nét cao hơn, quay ok hơn. Và khả năng thu âm thì nó sẽ ngon như thế này đấy các bạn. Đấy, đây là khoảng cách từ điện thoại đến mình chắc cỡ một cánh tay này, chắc cỡ tầm 5-70 phân, 5-60 phân gì đó. Thế rồi đấy. Và các bạn nhìn quả background tiền triệu của mình kinh không? 75 củ, 8K đấy. Chất lượng, chất lượng, chất lượng. Cây thông này, đấy, da mặt này, hơi béo một tí anh em thông cảm nhé. Đấy, chi tiết này, cái mụn này, úi trời ơi, 4K, nó hơn Full HD cái chỗ này đấy các bạn. Chi tiết sẽ ngon hơn, và chất lượng âm thanh các bạn tự đánh giá nhé. Đấy, những cái điểm cộng nó là như thế. Bên cạnh không thể phủ nhận được một điều, thiết kế mặt trước thì viền bên dưới thì hơi dày, nhưng mà tổng thể thì nó vẫn khá là đẹp. Cụm camera gọn gàng ở đây này, hay là cái thiết kế phần khung viền như nào, phần mặt lưng theo kiểu màu pastel nhìn nó trendy như thế nào. Nhưng mà cái này hơi trơn các bạn ạ. Nếu mà được thì đeo lưng mà nó sẽ ok hơn, hoặc là không dán PPF hoặc dán một cái gì đấy cho nó nhám nhám lại thì cảm giác cầm nó cũng sẽ tốt hơn. Chứ cái máy này của chúng ta thì nó nhẹ nhàng, cầm nắm sử dụng rất là dễ chịu. Ở trong cái tầm này dưới 10 triệu thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết phải kính được cả kim loại làm cái gì, miễn sao máy nó cứ ổn định, máy nó ngon mượt, và quan trọng hơn cả là cầm nắm trên tay á nó chắc chắn, cũng như là cái độ bền của nó tốt là ok. Chứ tập trung quá nhiều vào vật liệu mà bỏ đi những cái trải nghiệm phía bên trong thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì nhiều. Mình thì bây giờ mình chỉ thích điện thoại nó nhẹ thôi các bạn, chứ nặng khó chịu lắm. Và pin con này thì có dung lượng là 5000 mAh. Tuy nhiên thì pin của A73 mình chỉ đánh giá nó ở mức ổn,
chứ để mà nói mà nó thực sự là quá trâu thì chưa. Nhưng mà pin của con này cũng thuộc dạng là cực kỳ ngon khi mà thời lượng on screen trong ngày trung bình vẫn khoảng tầm hơn 7 tiếng. Nó vẫn đủ dùng trong ngày, nhưng sạc nhanh 25W thì nó là một điểm rất là thua thiệt so sánh với Oppo, Vivo hay là Xiaomi trong cùng cái tầm giá này. Nó cũng dễ hiểu thôi, đến ngay cả mấy con flagship bây giờ sạc nhanh tối đa chỉ có khoảng 45W thì con này chúng ta phải chịu. Ok, và nó là một con máy dòng A thế nên cũng sẽ không có một vài những tính năng cao cấp, ví dụ sạc không dây các thứ, cái đây chúng ta phải chấp nhận. Bù lại chúng ta vẫn sẽ có vân tay nhúng bên trong màn hình, vẫn sẽ có hệ thống loa stereo với chất lượng khá là tốt. Thế thì cơ bản như vậy là đủ cho một chiếc điện thoại dòng A của Samsung với mức giá dưới 10 triệu rồi, đúng không các bạn? Và mình nhắc lại nha, giá dưới 10 triệu là các bạn phải săn sale trong dịp Black Friday lần này tại Cellnet. Black Friday này, Black Friday này, hấp dẫn lắm. Và đừng quên bấm vào đường link phía bên dưới để truy cập vào trang chủ Black Friday tại Cellnet và nhớ chơi mini game để có thể tậu những cái voucher và mua sắm những sản phẩm này với mức giá còn tốt hơn nhiều nữa nha. Đường link mình sẽ để phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ ngừng video tại đây. Tóm lại, dưới 10 củ, thương hiệu tốt, màn hình đẹp, mượt, hiệu năng ổn định ok, máy mát, chơi game ngon, pin đủ trâu, camera rất ngon trong tầm giá. Anh em tự đưa ra quyết định nhé. Ok, bye bye.